bờ vai anh đây, tựa vào đi nếu em đang buồn. Cái gì thì đấy, mà nay thì đi chơi tôm. Tôm thì đây là một deck A nhầm. Như vậy là khá đủ rồi các bạn ạ. Deck tôm thì nó là như nào? Là một cái deck các bạn biết ở tập gần 100 ấy, ở cái series phần 1 thì Pegasus đánh nhau với lại Kaiba thì phải. Ồ, từ những trận đánh nhau của Pegasus ấy, nó sẽ tạo ra một con tôm do cái lá môi trường tôm. Vì thế cái lá môi trường này rất là quan trọng. Một là môi trường, hai là cái thế giới tôm này. Một trong hai lá này thì rất là quan trọng với deck. Nếu mà bị hủy thì deck này coi như là không thể chơi được nữa. Bởi vì sao? Bởi vì tí thì các bạn sẽ hiểu. Còn mấy con quái này sẽ kiếm bằng 800 gem được một lá ở đây này. Ở gói bài đặc biệt nhá. Vào gói bài nâng cao, các bạn chỉ kiếm tôm ở đây thôi. Đấy, 800 gem được một lá. Ghê chưa? Thì mình đã mua full cái deck này đấy, các bạn thấy không? Nó là 42 lá, 42 lá thì nhân với 800 nhá. 24k gem, 25k gem. Mình đầu tư 25k gem tương ứng với lại bao nhiêu nhỉ? Hơn triệu nhỉ? Hơn triệu. Ồ. Hơn một đúng không nhỉ? 500k thì được 10k. Ồ. Hơn gần triệu rưỡi, gần triệu rưỡi vào cái deck này thì nó đã được full x2 đấy nhá. Nó chỉ cho mua giới hạn x2 thôi các bạn ạ, giờ không thể kiếm được nữa đâu. Ngoài ra thì các bạn có thể nhận ở thành tựu Pegasus, thành tựu của Pegasus này này. Và từ từ nhá, ở đây mình còn nói cho các bạn một cái điều là cái con mở nhân vật này này, trước vào video thì mình nói thẳng nhá. Một số bạn hỏi mình cái thẻ mở nhân vật này có thể mở được con Yoshi không? Mở được hay không thì mình không biết. Thứ nhất là con Yoshi thì nick này đã mở sẵn rồi và còn dư một cái thẻ nhá. Và các bạn biết con Aki không? Con Aki mới ra này. Mình có thẻ mở nhân vật nhưng mà nó bắt mở bằng 500 gem là các bạn hiểu đấy. Mặc dù mình có thẻ mở nhân vật nhá, nhưng mà con này bắt mở 500 gem là các bạn hiểu là cái thẻ này đẻo như nào đấy. Nó bảo là có thể mở bất kỳ nhân vật nào mà con Aki nhá không mở được. Nên là các bạn thử tưởng tượng nhá, mình cũng chưa test về con Yoshi đâu. Con Judai Afudu Yoshi này này. Con này thì mình chưa test, con này thì bình thường là các bạn mua 100k mà thôi, bỏ qua đi. Nên là các bạn đừng có mong cái thẻ này mở được nhá. Cái thẻ này là phải mua 200k mới có đấy. Cái thẻ này phải mua 200k. Khi các bạn mua 200k sẽ được tặng cái thẻ này. Tặng xong thì đây mình còn dư nguyên một cái có dùng đâu. À thật đấy. Thôi bỏ qua đi. Thì đây, deck tôm thì các bạn bui thì nhờ bui gì cũng được. Miễn là có vài con 4 sao và các bạn có con nào thì các bạn cho vào nó vậy là được nhá. Thì một số con nó chỉ cho x2 thôi các bạn ạ, bởi vì là không thể mua được nữa ấy. Không thể mua được nữa mà full x3. Rất là khó, một số con thì vẫn được x3 nhưng kiểu con nó mình chẳng biết nữa. Theo mình thấy là nó lạ lắm. Có người vẫn full được x3 nhá. Nhưng mà theo mình thì mình không biết full bằng x3 kiểu gì, bởi vì mình mua trong kia kiểu mua hết 25.000 gem thì nó tắt rồi, nó không cho mua nữa. Thế mà có người full được x3, tài thật đấy. thì mình x3 x6 có hình như mình nhớ là x6 ấy. Có lần mình thấy x6 con lồng trắng mắt xanh tôm, có lần mình thấy x6 cơ. Ơ lạ nhỉ. Từ từ nhá. Sao game này nó ảo thế? Pegasus này, Pegasus thì nó tặng, nó không tặng cái con ấy mà. Có tặng con rồng chấm mắt xanh. À tặng một con rồng chấm mắt xanh à. Ô chắc là nick này bị tách rồi các bạn ạ. Nick này bị tách rồi. Trước thì nick này bị tách, còn giờ mình vừa mới mua ấy thì nó chưa sao. Và đây trong shopping lũy có một con rất là ngon các bạn ạ. Con này gọi là ngon nhất của tôm. Nó là gì? Nó là con rồng gì nhỉ? Người máy của đại tôm. Con này thì effect rất là ngon. Nhưng mà 550 tích lũy, 50. Nhưng mà không mua được các bạn ạ, mình còn đúng 6 tích lũy. Giờ mà nạp tích lũy thì nó cũng không kịp ấy, nên là thôi, đi chơi. Này mình nhớ lại một điều gì nhỉ? Nhiều nick của mình có con đấy nhưng mà lại không đủ tôm. Nick này gọi là đủ tôm nhất rồi đấy. À con cá sấu tôm đi rồi. Mặc dù con cá sấu nó tên là cá sấu tôm nhưng mà nó chẳng có effect gì liên quan đến tôm cả. Cái này khó nhỉ, đánh tà đạo về này khó đấy. Thế giới ảo, lấy vương quốc tôm lên. Rút bài. Xem rút được gì không nhỉ? Gọi vương quốc tôm này. Vương quốc tôm thì nó sẽ loại 5 lá các bạn ạ. Ăn loại 3 thôi à? Dễ thế nhỉ? Mình tưởng con này là triệu hồi đặc biệt được luôn nhỉ? Con này không cho triệu hồi đặc biệt. Một số con thì nó sẽ hướng dẫn các bạn cách triệu hồi. Một số con thì nó không hướng dẫn các bạn ạ. Nhưng mà hầu như nó hiến tế như thường. 6 sao, 5 sao thì hiến tế 1. 7 sao, 8 sao thì hiến tế 2. Hầu như lần như vậy đấy. Một số con thì nó ghi số lượng hiến tế, một số con thì nó lại không ghi. À bạn này thủ sân à? Thôi. Từ từ giờ triệu hồi con ác quỷ này thì nó có bị khóa không nhỉ? Vẫn bị khóa các bạn ạ. Game chán đời nhỉ. Nếu mà không bị khóa thì đấm luôn được rất là ngon đấy. Bọn này nó sẽ đấm xuyên thủ các bạn ạ. Ừ, nó đấm thẳng vào điểm gốc ấy. Ừ, bạn này vẫn triệu hồi được mấy con tà đạo rồi đấy. Khả năng toang lắm. Ui. Vừa triệu hồi con ác quỷ tôm thì bị phá. Game nhái.
Bờ vai anh đây tựa vào đi nếu em đang buồn. Mình thuộc mỗi câu đấy. Game đúng là game chiến thuật. Vừa triệu hồi được con ác quỷ chưa kịp đấm phát nào thì chim cút luôn. May quá còn một cái thế giới tôm vẫn lật kèo được các bạn ạ. Cái này dễ mà, tôm thì các bạn cứ lên thế giới tôm là các bạn win thôi. Thôi em ép đi đánh làm sao được. Con tà đạo này hình như là mỗi lượt phá một phát thì các bạn ạ. Ồ, mỗi lượt một lần. Ôi trời ơi. Cũng mỗi lượt một lần luôn. Ồ, nó phá mỗi lượt một lần các bạn ạ. Không phải giả vừa đâu. Nói thật là mình không biết chơi con đấy. khi nét sân nó bị khóa không nhỉ? Lại loại mất ba con. Thôi hồi sinh lại con ác quỷ tôm. Nó bị khóa không nhỉ? Vẫn bị khóa. Game đẻo thế nhở? Nó không cho đấm luôn các bạn ạ. Xong giờ thua. Không cho đấm luôn. Cay thế nhở? Nếu mà đấm luôn thì nó vẫn ok đấy. Nhưng mà bằng một cách nào đó không cho đấm luôn. Nó vẫn bị khóa các bạn ạ. Sau turn đầu tiên thì mới giải được khóa. Rồi xong. Nó phá cái thế giới tôm. Nó cút luôn. Không hiểu tại sao lại có một cái deck ảo ma Canada như này nhỉ? Phá bài như kiểu cơm bữa ấy. Vậy thì làm sao tôm chơi được, mặc dù tôm nhá. Tôm deck 25k game. 25k game tức là 1 triệu rưỡi đấy. Không ăn được bọn Free này. Cày thế nhở? 25k game nha các bạn. Nãy mình vừa nạp hơn triệu, gần triệu rưỡi đấy. Tại nó có sẵn game đấy nên là mình nạp tích. Cứ nạp x2 thôi nên là nó rẻ. Nếu mà các bạn không nạp x2 này phải gần 3 triệu ấy thì mới được 25k game. Đúng là game chiến thuật. Cày thế nhở? Cứ kiểu nó cái effect nó phá bài. Mặc dù đây là một deck free nhá. Xen nửa với vận mệnh. Free hết, làm gì có đứa nào mất tiền. Hình như là vận mệnh thì mất 20k. Ừ, vận mệnh thì mất 20k mới mua mới sở hữu được. Nhưng mà nó đấm một phát deck 3 triệu khóc. Khóc luôn. Này không, nãy giờ không làm gì được. Nó kiểu là con tà đạo gì à? Phá cái lá môi trường. Thôi tôm đi. Còn lại anh. Ừ, còn lại anh. Còn bao yêu thương. Nơi góc phố bóng em xa mờ. Và con tim em dành nơi ai. Là bờ vai. Là màu tóc rồi. Khó nhở. Đây, lại có vương quốc thế giới tôm này. Ngon. Thế giới tôm thì nó cũng như kiểu vương quốc tôm thôi các bạn ạ. Nó chẳng khác gì mấy đâu. Thôi kết thúc lượt. Tuần sau thì con này sẽ đấm, sức mạnh của nó là như này. Đấy, nó sẽ đấm không còn nó. Ô, con này không bất tử à? Lạ nhỉ? Mình tưởng nó bất tử chứ nhỉ? Nó không bất tử à? Con này xoay thế thủ được không nhỉ? Xoay được này. Đấy, không bao giờ chết các bạn thấy không? Chết làm sao được? Làm sao mà chết được? Mình con này chỉ có đặc biệt được á? Thôi bỏ qua đi, kiếm sĩ rất đồng. Dăm bà với con rồng rách. Dằm bà với con rồng rách. Từ từ nha, mình sẽ con kiếm sĩ giết rồng thì các bạn biết effect rồi đấy. Nó sẽ tăng tấn công bằng số lượng quái rồng đấy. Đây này, mỗi lượt nếu mà mấy con này bị đấm ý, nó sẽ không chết các bạn ạ. Thay vì đó nó sẽ loại bỏ một lá. Đây này. Mặc dù cái lá thế giới tôm này không được gì à? Ơ lạ nhỉ. À, thế giới tôm chỉ làm búp tấn công trực tiếp. Còn vương quốc tôm này này, nó sẽ ngăn bị phá hủy. Mặc dù nhá các bạn đam to hơn không, nhưng mà đấm không chết con quái, nó sẽ đấm xuyên vào điểm LP các bạn ạ. Thấy không, các bạn thấy không, nó đấm xuyên vào LP đấy, nó đấm thẳng vào LP luôn chứ nó không bị nó chứ nó không phá quái nên là đây đây cũng khá là khó chịu này, đấm xuyên này này. Cho dù các bạn thủ sân hoặc là tấn công bất thứ gì đi nữa thì nó cũng đấm này thì nhờ chúng tôi đấy, nó là như thế đấy. Đấy này thì ngày xưa khá là mạnh nhưng mà bây giờ thì thôi, bây giờ bỏ vào quá khứ, à bỏ vào bảo tàng rồi, giờ chỉ là ăn mày quá khứ thôi các bạn ạ. Không làm gì được nữa rồi, bất lực. Thôi gọi ếch lên thủ sân vậy. Ngày trước thì nó mạnh thật đấy, bởi vì nó chưa có một số cái lá phá bài ảo ma như bây giờ. Bây giờ á, thích thì phá, không thích thì không phá. Ảo thật đấy. Con này nếu mà không có thế giới tôm thì nó vẫn lượn nha các bạn. À nhầm, không có vương quốc tôm ý, thì nó vẫn lượn. Bờ vai anh đây. Ô sao bạn này lại chơi có cái deck, có cả deck này nữa cơ. Nên con rồng đen mắt đỏ các bạn, con này mạnh đấy. Bởi vì effect nó là gì, nó sẽ là triệu hồi một cái con ảo dược, nó triệu hồi thẳng một con xuống luôn nhá. Effect của rồng đen mắt đỏ là theo mình thấy là ok nhất cho mấy con tôm tôm này đấy. Mục đục tôm, mục đục thì là lá để lấy bất kỳ một con quái hoặc là phép bẫy nào lên tay các bạn ạ. Ơ từ từ, mỗi lượt một lần đúng không? Ơ giờ các bạn dùng có ba lá mục đục nhá, các bạn dùng mục đục này xong lại dùng mục đục tiếp này. Ơ kìa,
Thế là rút ngắn bộ bài rất là nhiều luôn đấy. Ừ, nếu mà có 3 lá bụng đục như kiểu là cũng khá là ngon, để rút ngắn bộ bài rất là ngon luôn các bạn ạ. Lồng không gian, gọi tiếp con này. Nó chỉ được gọi quá như nào nhỉ? Ơ, sao lại không cùng tên? Không cùng tên từ bài trên tay. Sao nó không mình cho gọi mình gọi con ác quỷ tôm nhỉ? Mà mình không hiểu đâu mà thôi. Đánh tôm á, khi có thế giới tôm hoặc là có vương quốc tôm, một trong hai nó sẽ đấm xuyên. Còn vương quốc tôm nó chỉ là bảo kê bất tử thôi các bạn ạ. Đấy. Con rồng này chưa đấm được à? Thôi thì hồi sinh con Gupni lên. Hiến tế con Gupni đi, lấy con ác quỷ tôm. Wow, ok. Ô, con ác quỷ tôm này vẫn triệu hồi được á? Ô, lạ thế à. Bọn tôm này nha các bạn, nó triệu hồi không giới hạn các bạn ạ. Nó chỉ là triệu hồi khi các bạn quái chưa hành động là triệu hồi được. Các bạn hiểu không? Chỉ cần quái chưa hành động là các bạn triệu hồi được thêm. Không còn quan tâm là các bạn đã triệu hồi thường đợt này chưa. Chỉ cần là quái chưa hành động thì mấy con tôm này vẫn lên được. Nó như là kiểu triệu hồi thường nhưng mà là đặc biệt. Các bạn hiểu không? Nó triệu hồi thường nhưng mà tính vào đặc biệt. Khá là mất dạy đấy. Ô, rồng trắng mắt xanh tôm à. Rồng trắng mắt xanh tôm thì nó chẳng có effect gì hay nhỉ. Đây là người cá tôm triệu hồi đặc biệt à? Sống dậy không? Không sống dậy được à? Thôi thì thôi. Con tôm này sẽ bất tử nha các bạn. Nó sẽ bất tử không bao giờ chết. Này cho đối thủ đấm này. Đấm cũng không chết. Ồ, không đủ hiền tế à? Đấm phát nữa không chết. Chết làm sao được? Làm sao mà chết được? Ô, đây này. Các bạn thấy không? Mình vừa triệu hồi thường nhá. Đây nhá. Nó chỉ quan trọng là các bạn tấn công hay chưa thôi. Đấy, mình triệu hồi con này lên sân là triệu hồi thường đúng không? Triệu hồi hiến tế như thường. Mà giờ ấy, mình vẫn triệu hồi được con kiếm sĩ diệt rồng này. Chỉ cần sống dậy nhá. Đấy, vẫn cho triệu hồi tiếp nhá. Nó nhưng mà triệu hồi thường. Nhưng mà lại tính là triệu hồi đặc biệt. Đây, vẫn triệu hồi được con này. Miễn sao là quái trên sân của bạn chưa hành động thì nó vẫn là hiến tế được. Đây, phải như này. Gọi con rồng đen mắt đỏ nhá. Con rồng đen mắt đỏ này thì không gọi được con ác quỷ tôm nhỉ? Ừ, nó chỉ gọi được mấy con to, đam to thôi. Chứ nó không gọi được ác quỷ tôm các bạn ạ. À nhầm, sao to đi chứ. Thôi thì đấm xuyên đi. Đấy, effect của tôm là như thế. Đấm xuyên và nó bất tử. Ngày xưa ấy, không có cái lá đẩy bài. À nhầm, không có, ừ đúng rồi. Như kiểu không có thánh kỵ đẩy bài hoặc là phá bài các thứ ấy, thì mấy con này không thể phá hủy trong chiến đấu. Thế các bạn hiểu rồi đấy. Không thể trong phá hủy trong chiến đấu thì chơi bời làm gì nữa. Ngày xưa thì rất là vui. Theo mình nghĩ như vậy. Ngày xưa mình cũng bị nó hành mà. Nhưng mà bây giờ ấy, không hiểu tại sao nó lại free mấy cái deck mạnh như thế được nhỉ. Thằng làm game nó không có lương tâm à. Một deck tôm thì mất gần 3 triệu sở hữu được vào, đúng là kiểu tạo tiếng cười cho thành kỵ và và xe nữa. Không ăn được một deck nào luôn các bạn ạ. Hơi buồn. Mấy con này thì là triệu hồi thường này. Bởi vì nó không có gì để hiến tế. Theo mình thấy là nếu mà các bạn mix ấy, thì mix chỉ được có 3 lá mục lục tôm. Các bạn kiếm 3 lá mục lục tôm mix vào rất là hay. Nó rút ngắn bộ bài rất là ghê gớm luôn. Hay đấy. Đấy. Thôi. Mùa thu sang hàng cây sao sát. Tạm biệt các bạn. Nếu mà đây mình đã đầu tư hẳn 1,5 triệu. Nói thật là gần 1,5 triệu. Bởi vì là mình nạp x2. Mình nạp x2 nên nó rẻ hơn. Nó rẻ hơn. Nó được 2 năm ca game thì mất hơn hơn 1,5 triệu thôi. À gần 1,5 triệu thôi. Nên là nếu thấy video nhầm. Nếu thấy video này thì các bạn nhớ like nhá. Không phải thấy nó hay hay không hay. Mà thấy là phải like rồi. Nhớ chưa? Đăng ký kênh các thứ. Share các thứ nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nói đùa ấy. Các bạn thì nếu mà thấy hay thì hãy like. Còn nếu thấy không hay thì hãy chia sẻ video nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.